Trong phần tiếp theo này, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu hình tượng Loka trong bài thơ đàn guitar của Loka. Muốn tìm hiểu hình tượng Loka, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hoàn cảnh của đất nước Tây Ban Nha. Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt, Tây Ban Nha bỗng kinh hoàng. Hình ảnh Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt gợi ra một không gian văn hóa đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha với những trận đấu bò tót và những chiếc áo choàng đỏ rực của các đấu sĩ. Màu đỏ gắt trong tự nhiên là sự cộng hưởng của màu áo đỏ với màu nắng rực rỡ. Không gian mà đầy màu rực rỡ, cháy bỏng ấy trong ý nghĩa biểu trưng lại gợi tới tính chất dữ dội của một đấu trường đặc biệt. Đó là một đấu trường diễn ra cuộc xung đột gay gắt giữa khát vọng dân chủ và nền chính trị độc tài, giữa khát vọng cách tân nghệ thuật với cả nền nghệ thuật già nua ở Tây Ban Nha bấy giờ. Từ kinh hoàng có nghĩa là hoảng hốt, ghê sợ tột độ, vậy liên tưởng đến không khí khủng bố đang căng thẳng dữ dội của chế độ độc tài, đồng thời cũng gợi liên tưởng tới một không gian kinh hoàng với những ấn tượng chết chóc, nhất là khi đặt bên cạnh hình ảnh áo choàng bê bết đỏ và tiếng guitar ròng ròng máu chảy. Âm thanh của tiếng đàn guitar Tây Ban Nha, hình ảnh chiếc áo đấu sĩ và hình ảnh người hiệp sĩ lang thang đơn độc với cả vầng trăng chánh choáng và yên ngựa mỏi mòn, gợi liên tưởng tới giấc mơ hiệp sĩ của Don Quixote, đồng thời lại gợi ra một ấn tượng lãng mạn say đắm, một hình tượng đậm đậm chính chất lý tưởng và chất nghệ sĩ. Từ đấy chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hình ảnh Loka. Đặt trong một không gian như vậy, hình ảnh Loka đã được xây dựng như thế nào? Đầu tiên là hình ảnh Loka với một cuộc hành trình đơn độc. Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt. Tây Ban Nha lila lila đi lang thang về miền đơn độc với vầng trăng chánh choáng trên yên ngựa mỏi mòn. Từ câu số 2 đến câu số 6, ta thấy tác giả đã miêu tả cho chúng ta thấy hình tượng Loka qua một loạt các hình ảnh ấn tượng. Trong thực tế, Loka đã khơi dậy phong trào đấu tranh chống lại chế độ độc tài phát xít và khởi xướng thúc đẩy những cách tân trong nghệ thuật. Trên lập trường chính trị, Loka là người đi đầu khởi xướng những cách tân nên cũng không thể dễ dàng tìm được sự thấu hiểu và ủng hộ cho một nền nghệ thuật đã trở nên già cỗi. Như vậy, Loka giống như một hiệp sĩ cô đơn trong một cuộc hành trình, cô đơn như Don Quixote trong khát vọng tình yêu và trong cuộc kháng chiến, cuộc chiến đấu chống lại quái vật và yêu ma. Để thể hiện được thực tế đó của cuộc đời Loka và đặc điểm đó của hình tượng người anh hùng này, Thanh Thảo đã kể một câu chuyện cụ thể và mạch lạc, cũng không xây dựng một hệ thống chi tiết, tường minh và logic. Lối thơ tượng trưng siêu thực khiến ngòi bút của nhà thơ đầy ngẫu hứng trong lựa chọn hình ảnh. Sự thấu hiểu và ngưỡng mộ một tài năng khiến Thanh Thảo tiến đến xu hướng lý tưởng hóa để tạo nên một sự hòa nhập chuyển hóa của cá nhân Loka và đất nước Tây Ban Nha. Nói đến Loka, song không vội nhắc đến cái tên Loka, mà thay vào đó là danh từ Tây Ban Nha. Danh từ này được dùng không chỉ một lần, nó được dùng nhiều lần gợi lên một tác dụng gợi cảm đặc biệt. Vì ở đấy, nó vừa gợi lên hình tượng Loka trong một môi trường không khí đặc trưng của đất nước Tây Ban Nha, vừa gợi lên tưởng tới sự hòa nhập của Loka trong đất nước quê hương mình. Hơn nữa, ở đây chúng ta để ý hình ảnh áo choàng đỏ gắt. Hình ảnh ấy gợi lên nền văn hóa của Tây Ban Nha với những hình ảnh dũng sĩ đấu bò tót truyền thống. Nhưng đồng thời, nó còn gợi lên cho chúng ta thấy hình như ở hình ảnh Loka có một vẻ đẹp, một vẻ đẹp như của một đấu sĩ trên đấu trường thời đại, một vẻ đẹp tráng lệ của con người dám đấu tranh chống lại với nền nghệ thuật già nua với cả ách phát xít. Như vậy, hình ảnh Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt đã gợi hình dung về Loka trong trận đấu giữa một bên là khát vọng dân chủ, khát vọng cách tân nghệ thuật, với một bên là nền chính trị độc tài, nền nghệ thuật già nua. Hình ảnh Loka còn được miêu tả qua những từ ngữ như đi lang thang, miền đơn độc, vầng trăng chánh choáng,
yên ngựa, mỏi mòn. Tất cả những từ này lang thang, đơn độc, chánh choáng, mỏi mòn rất Việt Nam và rất có giá trị tạo hình biểu cảm khi nó gợi ra được một hình tượng mang đậm cốt cách Tây Ban Nha. Hình tượng một hiệp sĩ cô đơn với bước chân mỏi mệt trong cuộc hành trình đơn độc, song lòng vẫn đắm say mải miết theo đuổi cái đẹp, cái cao cả của đời mình. Ở đó, chúng ta thấy một hình ảnh không thể không gợi tới tinh thần hiệp sĩ và tư thế cô đơn của Don Quixote. Từ lang thang có nghĩa là nay đây mai đó, không dừng lại ở một nơi nào cả, không bó buộc trong một không gian nào. Đó là cốt cách tự do và hình ảnh người nghệ sĩ tự nguyện làm người du ca, đi lang thang với cây đàn, hát lên bài ca lãng tử, dùng tiếng đàn giải bày nỗi buồn đau và khát vọng yêu thương của nhân dân. Từ đơn độc gắn liền với từ lang thang chỉ đến sự một mình không có ai bên cạnh của Loca trong cuộc đấu tranh chính trị và khát vọng cách tân nghệ thuật, nhưng đồng thời cũng gợi lên tư thế của hiệp sĩ với lý tưởng cao cả đẹp đẽ mà không ai, không phải ai cũng có thể thấu hiểu và ủng hộ. Chính vì thế, dường như tinh thần ấy đã làm cho cả không gian trở nên choáng choáng. Hình ảnh vầng trăng choáng choáng ở đây gợi cảm giác của một vật thể đang say. Nếu mà vầng trăng choáng choáng thì có thể gợi cho chúng ta liên tưởng có phải không phải là chỉ Loca say, mà ở đây dường như cả vầng trăng, cả không gian thiên nhiên cũng như đang say với cái đẹp, say với lý tưởng của người nghệ sĩ. Dù rằng trong thực tại, lý tưởng ấy không được đón nhận và trân trọng. Hình ảnh yên ngựa mỏi mòn gợi đến một trạng thái hao sút dần về sức lực, thể chất. Hình ảnh con người đã mỏi mệt, đã bị phát kiệt sức lực trong cuộc hành trình đơn độc của mình. Ở đây, bản thân các từ này rất là giàu giá trị biểu cảm khi đặt trong sự kết hợp đã tạo lên những hình ảnh vừa chân thực, thi vị, vừa cụ thể, vừa có sức khái quát, tạo lên ấn tượng đầy lãng mạn. Hình ảnh đi lang thang là chỉ bước chân của người nghệ sĩ với khúc du ca. Niềm đơn độc lại gợi một không gian trống trải, quạnh vắng, không sao tìm được người bên cạnh để bầu bạn. Vầng trăng choáng choáng là sự say đắm của vầng trăng hay của con người với cả cái đẹp, với cả tinh thần nghệ sĩ của Loca. Con người nghệ sĩ đã say đắm cái đẹp là điều bình thường, nhưng ở đây chúng ta thấy ngay cả cái đẹp vầng trăng ấy, cũng bị quyến rũ, bị cuốn hút theo những khát vọng, cảm xúc của người nghệ sĩ thì mới thật là độc đáo, kỳ lạ. Nó chứng tỏ cảm xúc mà Loca đem lại phải sâu sắc và khát vọng cách tân nghệ thuật của Loca phải mãnh liệt, cao cả. Hình ảnh của yên ngựa lại gắn liền từ mỏi mòn, gợi bước chân ngựa nặng nề, dáng vẻ con người ở trên ngựa cũng mệt mỏi vì phải đi một chặng đường xa, đồng thời càng nhấn mạnh hơn sự cô đơn của Loca. Khi kết hợp lại tất cả các yếu tố trong đoạn thơ, ta có thể phát ra một nét vẽ đầu tiên khá chân thực, chính xác và vô cùng gợi cảm về Loca. Đó là hình ảnh con người tài hoa ôm ấp bức khát vọng cách tân, sáng tạo nghệ thuật và đấu tranh vì một nền dân chủ, nhưng lại rất cô đơn trên hành trình lý tưởng ấy. Từ đấy, tác giả đã chuyển sang phần sau nói về Loca với số phận thảm khốc như một lẽ tất nhiên trong cuộc hành trình đơn độc của chàng. Tây Ban Nha hát nghêu ngao, bỗng kinh hoàng, áo choàng bê vết đỏ. Loca bị điệu về bãi bắn, chàng đi như người mộng du. Ở đây chúng ta thấy tác giả đã sáng tạo ra hai hệ thống hình ảnh đối lập với nhau. Đầu tiên là Tây Ban Nha hát nghêu ngao. Nó gợi ra Loca với tâm hồn thanh thản, cốt cách tự do. Chàng hiện lên như một người du ca hát bài ca lãng tử. Nhưng đối lập với nó là hình ảnh Tây Ban Nha bỗng kinh hoàng, áo choàng bê bết đỏ. Cả dân tộc Tây Ban Nha, cả Loca đang ở trong cảm xúc choáng váng tột độ, đau đớn tột cùng và ghê sợ bàng hoàng khi biết Loca, hiện thân của khát vọng tự do, đã bị bắn và giết chết một cách tàn bạo. Ở đây ta thấy nhà thơ như nhập thân vào hình tượng, đồng thời cũng sự phân thân ra để trải nghiệm đến tận cùng hai tâm trạng, cả tâm trạng của Loca và tâm trạng của dân tộc Tây Ban Nha.
nỗi kinh hoàng của dân tộc Tây Ban Nha không phải là vì cái chết của Loca, mà là vì cái ứng xử tàn bạo, vô nhân đạo trước khát vọng tự do của con người. Nếu ở khổ tự đầu, hình ảnh áo choàng đỏ gắt gợi ra một phong cách tự do và tính cách dữ dội, thì ở trong khổ thơ này, hình ảnh áo choàng bê vít đỏ lại gợi ra tấm thảm kịch của con người mang khát vọng tự do. Áo choàng đỏ gắt là một biểu hiện có chức năng khái quát. Như vậy ở đây chúng ta thấy Thanh Thảo không đi sâu vào sự kiện Loca bị giết mà chỉ gợi ra ấn tượng dữ dội về nó. Ấn tượng ấy biểu hiện qua cảm xúc đau đớn của chính mình và nỗi bàng hoàng của những con người còn đang sống. Thanh Thảo đã chọn thời điểm bi phẫn nhất trong cuộc đời của Loca để khắc họa. Vẫn biết là người mang sứ mệnh cách tân, là người nghệ sĩ phải chấp nhận cái chết vui sướng khi cày xong thửa ruộng. Nhưng sao ta vẫn cứ thấy uất nghẹn mỗi khi nhắc về. Đã sinh ra cái đẹp, sao lại có sự bạo tàn? Đã có tiếng hát yêu đời đến thế của người nghệ sĩ, sao lại có tiếng súng bi phẫn lằn làm tắt lịm đi câu hát nghêu ngao? Song trong cảm nhận và biểu hiện của Thanh Thảo, nỗi đau không phải điều cuối cùng đọng lại. Cái đọng lại sau cùng là niềm tin vào sự bất tử của Loca. Chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo, Loca và sự bất tử. Sự bất tử ấy được tái hiện đầu tiên trong câu thơ số 21 và 22. Giọt nước mắt vầng trăng long lanh trong đáy giếng. Sự bất tử ấy được gợi mở bằng so sánh, bằng hình ảnh đặc biệt. Giọt nước mắt của vầng trăng. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh vầng trăng như là di sản nghệ thuật của Loca vẫn tồn tại mãi, vẫn soi sáng cho thế hệ mai sau. Nhưng đồng thời nó còn đưa cho chúng ta một hình ảnh liên tưởng khác, đó là vũ trụ như đang cảm thấu nỗi đau khôn cùng của con người. Hình ảnh vầng trăng đã xuất hiện hai lần, đều không phải như những thực thể của thế giới khách quan, mà như một biểu hiện gắn liền với năng lượng tinh thần đặc biệt. Lần thứ nhất, trăng xuất hiện trong trạng thái chánh choáng rất nghệ sĩ, còn lần thứ hai lại được gợi ra trong một nỗi đau rất con người mà cũng thẳm sâu như chính vũ trụ nơi trăng kia hiện diện. Ở câu này, vầng trăng trước hết thuộc về vũ trụ bát ngát với ánh sáng dịu dàng và vẻ đẹp mỹ lệ. Vầng trăng ở đây có thể là chính nhân dân, chính tác giả Thanh Thảo. Đối lập với vầng trăng là đáy giếng nơi kẻ thù ném xác Loca hỏng xóa tan dấu vết tội ác, nơi thăm thẳm mịt mù của tội ác không sao soi thấu được, nơi lưu giữ hiện thân của đau thương và tội ác xấu xa ấy làm sao không làm cho chúng ta thấy căm phẫn. Hai hình ảnh tương phản này gợi ra hai thế giới hoàn toàn cách biệt xa lạ và không thể nào tìm được mối liên hệ. Vậy mà Thanh Thảo đã phát hiện ra mối liên hệ giữa chúng bằng một liên tưởng độc đáo. Trước hết, giọt nước mắt vầng trăng được hiểu là giọt nước mắt của vầng trăng, trăng khóc cho cái chết oan khuất của Loca, hay chính vũ trụ cảm thấu nỗi đau khôn cùng của con người. Đồng thời, chúng ta vẫn có thể hiểu rằng giọt nước mắt của vũ trụ rơi vào đáy giếng để soi thấu sự thật bị chôn vùi. Đáy giếng là nơi chôn vùi thân xác Loca, nơi cất giấu một bí mật về tội ác của chế độ độc tài. Đáy giếng cũng là nơi đón nhận sự tỏa sáng của mối đồng cảm sâu xa từ vũ trụ. Ta có thể cảm được nỗi đau với những chiều kích khác nhau, có độ rộng bát ngát của bầu trời, độ sáng huyền ảo của vầng trăng, độ trong khi phần trăng phản chiếu lại thành các sắc long lanh, độ sâu thăm thẳm của đáy giếng, sâu thẳm như tâm hồn của người dân Tây Ban Nha, cảm nhận được nỗi đau quá lớn lao khi nhà thơ, nhạc sĩ, chiến sĩ, đứa con thân yêu của dân tộc Tây Ban Nha đã không hiện diện để chứng kiến phút giây thăng hoa của tiếng đàn cỏ hoang tấu lên khắp nơi. Từ đấy, nhà thơ đã có một số những hình ảnh liên tưởng về sự ra đi của Loca từ câu 23 cho đến câu 30. Đường chỉ tay đã đứt, dòng sông rộng vô cùng. Đây là hình ảnh nói về sự chấm dứt cuộc đời, khi cuộc đời vô hạn vẫn còn đang tiếp tục chảy trôi. Sức liên tưởng mạnh mẽ với hình ảnh đường chỉ tay đã đứt gợi đến cho chúng ta thấy sự chấm dứt
Đấy. Thế nhưng dòng sông rộng vô cùng lại gợi đến cuộc đời vẫn tiếp tục chảy trôi. Tương quan ấy dễ gợi ra một cảm giác bi quan, bởi có lẽ sự tồn tại của con người là hữu hạn mong manh trong một cuộc đời mà vô cùng rộng lớn. Con người như đang bị dìm mình đi dưới đáy sông và sẽ trở nên vô nghĩa cho cái vô cùng của sóng nước. Thế nhưng Thanh Thảo bằng tưởng tượng lại đem đến cho chúng ta một cảm giác hoàn toàn ngược lại với những câu thơ sau. Loka bơi sang ngang trên chiếc guitar màu bạc. Bơi là hành động để chỉ sự tồn tại và khẳng định sự tồn tại trên dòng sông. Bơi sang ngang là không bị cuốn đi và không muốn buông trôi theo dòng nước, phải chống chọi với sức băng cuốn của sóng nước. Sông cũng thể hiện rõ tư thế đứng cao hơn mọi sự chảy trôi thông thường. Bơi bằng và trên chiếc guitar màu bạc là dùng cây đàn guitar trở tải sự sống của mình, vượt lên trên mọi sự băng hoại chảy trôi. Tiếng đàn guitar đã chở sự sống và linh hồn Loka vượt qua giới hạn ngắn ngủi của đời người để đến với cõi vô cùng của cuộc sống. Đó vừa là thực tế, vừa là niềm tin tuyệt đối của Thanh Thảo và sự bất tử của Loka. Vậy là sự tưởng tượng xét đến cùng lại bắt nguồn từ nhận thức về giá trị tinh thần của tiếng đàn Loka. Chúng ta thấy thêm một khía cạnh nữa trong quan niệm nghệ thuật của Thanh Thảo. Sự sống vật chất của người nghệ sĩ chỉ là hữu hạn, song sản phẩm nghệ thuật mà người nghệ sĩ tạo ra sẽ đưa người nghệ sĩ vào cõi bất tử. Dòng tưởng tượng lại tiếp tục tuôn trào mạnh mẽ về sự sống và niềm kiêu hãnh của Loka với hình ảnh chàng ném lá bùa di gan vào xoáy nước, chàng ném trái tim mình vào lặng yên bất chợt. Ở đây chàng đã sẵn sàng đối mặt với hiểm họa và định mệnh trong cuộc đời, dâng trọn tâm hồn mình cho cuộc đời để ra đi trong yên lặng. Hình ảnh lá bùa cô gái di gan chỉ đến một vật có phép thiêng để trừ tà và tránh tai họa. Ném lá bùa vào xoáy nước là sẵn sàng đối mặt với hiểm họa và định mệnh trong cuộc đời. Hành động này làm bật lên một tư thế vô cùng kiêu hãnh. Xoáy nước là hiểm họa trên dòng sông số phận. Ném lá bùa vào trong xoáy nước ấy là gì đây? Là ném sự bảo vệ sinh mệnh của mình. Chẳng không cần đến sự bảo vệ ấy. Ném trái tim ở đây lại là một ý nghĩa khác. Ném trái tim là sự dâng hiến trọn vẹn toàn bộ tâm hồn của mình, toàn bộ tâm hồn của Loka, và ra đi trong sự thanh thản vô tư với những dung cảm trong sáng, chân thành, thiêng liêng nhất. Cả tư thế kiêu hãnh và cả trái tim cao thượng đều là dấu hiệu của cốt cách nghệ sĩ, hiệp sĩ. Nó làm tỏa lên vẻ đẹp của hình tượng Loka. Ở đây hai lần Thanh Thảo dùng từ ném. Lần thứ nhất là hành động của một hiệp sĩ dám coi khinh cái chết, bởi cái chết do kẻ thù gây ra cũng không thể ngăn cản tư tưởng tâm hồn Loka hòa vào sự sống bất tử của nhân dân. Lần thứ hai là hành động của một nghệ sĩ sẵn sàng và tự nguyện dâng trọn tâm hồn mình cho cuộc đời để ra đi trong yên lặng. Chính sự dâng hiến vô tư, đồng thời sự dâng hiến ấy là tự nguyện, đã khiến cho tiếng đàn Loka ngân vang bất diệt, không chỉ bằng âm thanh mà còn bằng cả dư âm. Hai lần Thanh Thảo mô tả tiếng đàn lila, lila, lila đều gợi cho chúng ta thấy về những âm thanh không dứt, về sự sống, về tâm hồn của Loka vẫn tồn tại mãi. Nó gợi cho chúng ta những xúc cảm, những xung cảm, cảm xúc cứ nối dài mãi. Nhận xét về sự ra đi của Loka, nhà văn Phong Điệp cũng đã viết: "Tôi bỗng nhớ về cuốn tiểu thuyết Gắng sống đến bình minh của tác giả người Nga nào đó. Cuốn tiểu thuyết kể về một người lính trong đêm trước khi rời xa thế giới. Đơn vị của anh bị địch đã tiêu diệt hoàn toàn. Anh cũng bị trúng đạn, bị thương rất nặng. Trong giây phút nằm trong rừng, đột nhiên anh nhìn thấy bình minh. Thế là anh bắt đầu hành trình dài hơn bao giờ hết trong cuộc đời. Trong đêm tối mịt mùng, anh trườn qua một chặng đường dài, đến quãng rừng trống có thể nhìn thấy bình minh. Anh chết khi bình minh sáng rực rỡ trên những tán lá rừng lấp lánh. Loka cũng vậy. Chàng đã có một cuộc hành trình dài trước khi chết.
anh đi qua tiếng đàn của mình, để rồi ra đi một cách thanh thản. Như vậy, ở đây chúng ta thấy rõ ràng hình ảnh Loka đã để lại cho chúng ta rất nhiều những ấn tượng đẹp. Đồng thời, qua đó thì chúng ta thấy được tiếng nói tri âm của nghệ sĩ Thanh Thảo với cả Loka. Về nghệ thuật, trong toàn bộ phần miêu tả Loka, chúng ta thấy có sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố thơ và nhạc, yếu tố tự sự và trữ tình. Nó đã toát lên vẻ đẹp đặc trưng trong thơ của Thanh Thảo là tính chất hiện đại theo phong cách tượng trưng và siêu thực.